Xin chào, xin chào. Người ta bảo rằng thoát chết lần một là do ăn ở, là do may mắn. Thế nhưng thoát chết 2-3 lần thì có liệu rằng thần chết đã ngủ quên hay không nhỉ? Để có câu trả lời thì hãy cùng chiếc camera nhà Vitop len lỏi lượn lờ từng góc phố để chứng kiến những sự cố kinh hoàng nhất. Ông bà gánh còng cả lưng. Sẵn sàng chưa nào? Cùng bay thôi! Camera vô tình ghi lại được những sự cố ông bà gánh còng lưng. Xe xe cộ cộ. Các bạn ơi, phải nói là giờ đường xá xe cộ chẳng có chỗ nào an toàn cả. Toàn là anh hùng xa lộ không. Sợ thật chứ. Bởi vậy mà xuất hiện hết vụ tai nạn này rồi đến vụ tai nạn khác. Điển hình là vụ va chạm ngay sau đây. Trước mắt chúng ta là con đường yên bình, người đi kẻ lại. Và từ đâu xuất hiện một chiếc xe ô tô đang tiến tới. Thì bất chợt. Đúng lúc này, hai chiếc xe máy va chạm nhẹ vào nhau. Chiếc xe trong đẩy chiếc xe ngoài ra đúng làn đường ô tô đang tiến đến. Điều khiến chúng ta hú hồn hơn cả là một em bé đã ngã xuống trúng bánh xe ô tô. Thật sự rất là may mắn khi mà ô tô dừng đúng lúc, đúng thời điểm. Chỉ cần nhích thêm một tí nữa thôi thì tính mạng của bé gái sẽ đi đâu về đâu. Đúng là một pha thoát chết ngoạn mục, ông bà gánh còng cả lưng. Bà con, ai đang gặp các vấn đề về xương khớp gọi cho tôi. Pha này ai nấy đều phải sảng hồn choáng váng. Đấy, chỉ cần một sai sót nhỏ thôi là rất có thể không còn cơ hội để sửa sai nữa đâu. Tuyệt đối cẩn thận nha mấy fan. Dây tàu hỏa. Ở đời có nhiều thứ nó lạ lắm, cứ cái gì càng cấm thì lại càng thích, mặc kệ quy tắc. Đơn giản, tao thích tao làm, ok. Và ngay tại dây tàu hỏa cũng vậy, mặc dù có báo hiệu tàu chạy, ngán cáng cấm qua lại, nhưng vẫn có nhiều người máu liều nhiều hơn máu não băng băng qua đường, rồi rủi một cái là mất mạng chỉ còn cái nịt. Đa phần những trường hợp này đều không đỡ được tốc độ nước gió của tàu hỏa, nhưng mà trường hợp sau đây thì đúng thật sự là hy hữu. Khi mà có biển báo hiệu, không có một chiếc xe nào dám bén mảng lại gần dây tàu hỏa. 1 giây 2 giây 3 giây ô không, một người đàn ông bất chợt lao xe máy vượt qua tàu hỏa, phụt ngang, hú hồn. Chỉ ra mày chọn cái chết. Hai bên đã va chạm nhẹ vào nhau. May mắn là người đàn ông đã kịp thời phanh gấp. Nếu không thì... Thì sao mọi người tự nghĩ đi ạ? Chứ kể đến đây mình cũng hãi quá. Tìm đập chân run rồi đây này. Sợ quá, phải ban nó thôi. Sợ quá. Nhưng có vẻ như là ông anh này rất là bình tĩnh. Sau khi va chạm còn lái xe đi vèo vèo như chưa hề có chuyện gì xảy ra cơ mà. Thực sự là cái giá phải trả cho việc vượt qua giới hạn cho phép có khi là mất cả tính mạng đấy. Vậy nên mình xin tha thiết cầu khẩn mọi người hãy chấp hành đúng luật lệ, quy tắc, kẻo rước họa vào thân. Nhanh 1 giây, nhưng mà chậm cả đời đấy. Qua đường. Ê, ngồi đây mình kể cho mà nghe này. Ấn tượng sâu sắc nhất đối với mình là lần đầu lên thành phố không gì khó bằng việc qua đường. U là trời, xe xe cộ cộ tấp nập, không ai chịu nhường ai. Thế nên có hẳn anh trai giả mù để qua đường. Và với cái chủ đề này thì có đủ mọi vấn đề. Có người thì mắt dán vào cặp bưởi mà ngã nhào ra đường. Có kẻ thì mải mê nghe điện thoại mà không biết mình đang đi đâu về đâu. Nhưng mà cũng có trường hợp đáng sợ như thế này đây. Đường cũng nhỏ, xe cũng không phải to. Anh trai đang ngó nghiêng để qua đường cho tiện. Thế méo nào xe lại tắt máy. Đứng ngay sát lề đường, anh ra sức đạp 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 cho máy nổ. Do vịn gà quá đà, xe anh lao thẳng vào chiếc xe container vừa tiến đến. Thế là chiếc xe máy bị cán cái đầu bẹp xí. Khiếp quá, quả đấy mà anh mất lái đi theo xe thì toang, toang thật rồi. Chắc hẳn ai nấy chứng kiến cũng được một phen hồn siêu phách lạc. Vậy nên các bạn qua đường ơi, hay làm bất cứ cái gì ơi, cái gì mình cũng phải cẩn thận nhá. Ngã ba đường. Rồi, có nhiều bạn tâm sự, rõ ràng lúc nào mình cũng chấp hành nghiêm chuẩn chỉnh, đi đúng hướng, về đúng làn, tại sao vẫn gặp phải những tình huống ngàn cân treo sợi bún, hú hồn con trồn? Câu trả lời là đây chứ đâu. Đường ai nấy đi, không ai xâm chiếm ai, thì bất ngờ một chiếc xe ô tô lao đến, chia cắt làn đường, húc thẳng vào nhà dân. Trước đó nó còn húc vào một xe con, khiến chiếc xe quay ngoắt 180 độ. Lê thêm một tí nữa, húc vào đầu xe đạp, rồi đâm thẳng vào nhà cửa ven đường mới chịu dừng lại. Đáng chú ý và ngạc nhiên hơn cả chính là người điều khiển xe đạp. Trong khi đầu con ngựa chiến đã bị đè bẹp dí, thì người chủ lại chẳng hề hấn gì.
chỉ hôn má chiếc xe một cách đầy tức giận. Hợp nhau đến như vậy, thế nhưng không phải là yêu. Phải nói pha này thần chết ngủ quên. Mà nghĩ cũng hay, đang yên đang lành gặp phải thành phần khủng điên, đi đâu húc đấy, suýt chút nữa thì vĩnh biệt cụ rồi. Cưa cây. Kéo cưa, cưa lên cưa xuống, cưa ngang cưa dọc. Ủa, rồi cưa như thế nào mới đúng cách? Đây đây, xem ông anh ba đời làm nghề kéo cưa này trình diễn nhá. Lần này anh leo hẳn lên cây thực hiện phi vụ. Rồi, một chiếc cây rất cao, thân cây rất to, cành cây rất chắc. Anh kéo cưa lửa xẻ một lúc thì thân cây đổ ập xuống như kiểu đè luôn cái đầu của anh ta vậy. Nhưng mà không, nhanh như chớp, anh lượn cái đầu qua trái và thoát khỏi lưỡi hái tử thần một cách ngoạn mục. Ây cha cha, nhìn xa thì dễ đấy. Nhưng mà thực sự để rèn luyện được cái sự nhạy bén tinh tường đấy là cả một quá trình. Chứ như người bình thường thì chắc là... Và tiếp theo vẫn là pha xử lý cưa cây, nhưng mà lần này là ở ven đường. Trong khi công nhân đang tập trung cưa cưa thì ngoài đường xe cộ vẫn qua lại không hề biết sợ. Mặc dù đã có biển cảnh cáo khu vực nguy hiểm, nhưng mà dường như người đi đường chẳng hề quan tâm. Công nhân thì một phần cũng mải miết làm việc mà không để ý, ra sức cưa cưa kéo kéo hạ gục thân cây. Và cuối cùng thân cây đổ ùm xuống đường. Điều bất ngờ là đúng lúc đấy, một chiếc xe đạp lao đến, cây cũng đổ ầm. Thanh niên điều khiển xe chỉ cách chiếc cây đổ 20cm mà thôi. Tức là sự sống và cái chết chỉ cách nhau trong gang tấc. Đúng là một pha thoát chết hy hữu không thể tin nổi. Quá là may mắn, nếu không thì anh ta đã nằm luôn với thân cây rồi. Cái kết của việc mắt để lên trời nó nguy hiểm như thế đấy. Các bạn đặc biệt lưu ý nha. Chơi với cá sấu. Ai? Ai ở đây là fan của loài cá sấu trẻ mãi không già cho mình một cánh tay với ạ? Nói thật, từ thuở lọt lòng cho đến giờ, mình chưa được sờ tận tay dai tận mắt con cá sấu bao giờ. Ôi thôi, cho tiền mình cũng không dám, nhìn thôi là rén muốn chết. Vậy mà có người chơi hệ cá sấu, đem ẻm về làm thú cưng mới sợ chứ. Vỗ tay, vỗ tay! Đây, còn hai cô gái xinh đẹp này lần đầu tiên được sờ mó cá sấu, cũng lại lân la làm vài kiểu ảnh, còn đang tươi như hoa, tạo kiểu còn chưa xong, thì bất ngờ. Đúng như bản năng của loài cá sấu, nó quay lại đớp cô gái sau lưng một cái. May mắn quá, cô gái phản xạ nhanh như chớp nhảy cõng lên, né đi. Uầy, quả này mà vào phải miệng nó thì coi như xác định. Đấy đấy, đấy là lý do cho tiền mình cũng không dám động vào nó. Nhưng mà cho rất nhiều tiền thì mình sẽ suy nghĩ lại nha. Camera hành trình. Cuối cùng chúng ta hãy cùng đến với một chiếc cam nhà pin top len lỏi vào một con ngõ nhỏ. Đường thì nhỏ, xe cộ thì ít, vậy nên mối nguy ở đây lại xuất phát từ những đứa trẻ. Thường thì tại những nơi yên bình như thế này, trẻ nhỏ thường rất hay chạy lăng xăng ra đường chơi bời. Người nhà mà không để ý một cái là không biết đâu mà lần. Và đây, có một đứa nhỏ chạy lon ton ra đường chơi. Đúng lúc này, chiếc xe tải đang lùi dần về phía cháu bé. Do bé đang di chuyển trúng vào điểm mù nên tài xế không hề hay biết. Xe càng tiến lại gần thì cháu bé lại càng hết đường chạy. Nhanh trí, em đã nằm hẳn xuống đường và lọt vào gầm xe. Đúng lúc này có người phát hiện hô hoán dừng xe lại. Ôi thôi, không thể tin nổi, em bé có thể thoát chết một cách ngoạn mục đến như vậy. Phải nói rằng tình huống này quá nhanh, quá nguy hiểm và quá kinh khủng. Đấy, mọi người đừng để cho con em mình lon ton muốn đi đâu thì đi nhá. Cảnh báo, cảnh báo. Vâng, sau khi các bạn đã cùng Pin Top điểm qua những sự cố kinh hoàng ông bà gánh còng cả lưng thì các bạn cảm thấy như thế nào? Hãy để lại chia sẻ phía bên dưới nhé! Còn bây giờ các bạn cũng đừng có quên là hãy like, share, subscribe và nhấn vào cái chuông để ủng hộ yêu thương chúng mình. Xin chào và hẹn gặp lại!